Ngày 7 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Trọng Dương, sinh năm 1989, ngụ tại Đồng Nai, 5 năm tù. Trần Đức Toàn, sinh năm 1990, ngụ tại quận Bình Thạnh, 5 năm tù. Nguyễn Hùng Dũng, sinh năm 1986, ngụ tại Vĩnh Long, 6 năm 6 tháng tù. Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1976, ngụ tại Vĩnh Long, 6 năm 6 tháng tù, cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đồng thời buộc 4 bị cáo trên phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng. Cùng tội danh trên, 14 bị cáo còn lại bị tuyên từ 3 năm hưởng án treo đến 4 năm tù, buộc các bị cáo nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Theo cáo trạng, chiều ngày 25 tháng 8 năm 2020, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt quả tang Võ Thanh Sơn đang có hành vi giao giấy tờ giả, gồm 7 giấy phép lái xe, 4 căn cước công dân và 2 giấy đăng ký xe ô tô cho Nguyễn Minh Tuấn. Làm nghề chạy xe ôm để mang đi tiêu thụ, công an cũng thu giữ 50 loại máy móc các loại phục vụ cho việc làm giả. Trong thời gian từ cuối năm 2017 đến lúc bị bắt, các đối tượng đã làm giả hàng chục ngàn giấy tờ các loại để bán cho nhiều người ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 8 địa điểm tại TP.HCM và Đồng Nai, đã thu giữ hàng ngàn tang vật, gồm bằng lái xe, biển số xe các loại, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, bằng đại học, bằng ngoại ngữ, giấy đăng kiểm, thẻ nhà báo.